chưa bị giỏi kiến thức ấy. Thế đố anh nhá, sông gì lớn nhất Việt Nam? Sông Cả. Thế sông gì có màu? What? Sông Hồng, chuẩn luôn. Không xử lý. Hả? À, thế đố anh, sông gì có mùi? What? Phải là sông To Lake. Hả? Phải là sông To Lake. What? Em ơi, đến nơi rồi đấy. Anh này, ngày xưa mình yêu nhau ấy, thì đúng là mình cũng chia tay lâu rồi. Nhưng mà em không biết là anh có xe ô tô, không biết là bây giờ em quay lại có được không nhỉ? Hả? Quay lại à? Quay lại thì em giải anh thêm tiền nhé. Hả? Cáp 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 này. Đi đấy, có làm được không? Hả? Không, anh ơi, nhưng mà cái mùi đàn bà này nó mùi làm sao? What? Đứng im đấy, nhìn tôi làm cái này, đứng im đấy. Vâng. To như thế này thôi. Make up rồi nha. Đừng khóc nữa. What? Bây giờ ấy, không có dai thì mình vẫn sống được, đúng không? Ừ. Không có cơm có gạo thì mình mới chết nhá. Giống như anh như này nhá. Dai. Ai ơi mà. Biệt trái đất xô bồ, anh về sao hỏa tìm bồ anh đây. What? Cho anh em đấy tìm bồ vớt mừng. Này hai em này, hay là mình ở lại đây mình yêu nhau đi, chứ lên đấy làm gì có dai đâu. Ở đây mới có dai nhá. Hả? Anh ở lại một mình đi nhá. Có thích thích. Em gì ơi, cho anh làm quen với. Nhà em ở đâu ấy? Không nói. What? Ôi, nói đi, nhà ở đâu ấy? Thôn Cành Lá, xã Cành Cây, huyện Gió Mây, tỉnh Đồi Núi. Thôn Cành Lá, xã Cành Cây, huyện Gió Mây, tỉnh Đồi Núi. Ô, thế cho anh xin số điện thoại được không? 1900 1 tông 1 z. Một tông và mép, một dép và mồm. Tông và mép, một dép và mồm. Anh chọn nào? Anh không chọn cái nào. Anh chào em nhé. Từ này, 3, 2, 1, mày chạy, bắt đầu. Lơ lêu quân ăn trộm, tao mà bắt được, tao đập vỡ thanh. Ủa, phòng này ác nhở, không biết bắt được quân ăn trộm chưa? Làm sao tao biết được? Cô dâu chuẩn bị nằm nhá. Hôn chú rể nào, hôn chú rể nào, chú rể nhai răng ra nào. Hôn đúng rồi đấy, đúng rồi. Chụp nhá hả? Vương á, thằng chú rể này chán quá. Lại nhá, nào chuẩn bị, anh em chuẩn bị này, nào chuẩn bị nhá, cô dâu chú rể chuẩn bị hôn nhau này. Chào
My. Nghe nói là My học rất giỏi văn đúng không? Còn anh thì học rất là giỏi hóa. Hai đứa mình về làm một gia đình văn hóa em nhé. Hai đứa mình về làm một gia đình văn hóa em nhé. 小朋友，你是否有很多问号？为什么天天在乱看漫画？ Chú chưa? Hả? Con có ba bạn trai rồi đấy. What? Con có ba bạn trai rồi đấy. Ba bạn trai? Con. Tên gì? Tên là Hương này, tên là Minh và tên chị Phước. Thì con thấy chú đẹp trai không? Hả? Chú xấu quá.